đang nói lời chào tốt đẹp nhất đến quý vị, và quý vị có hiểu không? Ui hiểu chứ, buôn làng vừa nói là lời chào tốt đẹp nhất rồi mà. Buôn làng nói là nhân dịp Giáng sinh với lại mừng năm mới, buôn làng xin kính chúc tất cả quý vị. Vâng, đầu tiên là Merry Christmas and Happy New Year. Buôn làng nói tiếng Anh cũng giỏi lắm, nói xong cái mỏi hết cả tay chân luôn á. Vâng, và hôm nay rất là vui, chúng tôi vừa chứng kiến rất là nhiều chương trình thú vị từ trước cho đến giờ. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy trải nghiệm về văn hóa buôn làng của chúng tôi trong một cái nét văn hóa giao lưu cồng trên buổi tối ngày hôm nay, bằng những lời ca tiếng hát mộc mạc đơn sơ, rồi chúng ta sẽ cùng múa xoang xung quanh bên bếp lửa hồng này. Ladies and gentlemen, we are very happy to welcome everybody. Yes, the first of all, I would like to Merry Christmas and Happy New Year to everybody. Yeah, and now I would like to invite all of you come to our village. Yes, we are from Lang Biang, the bottom of Lang Biang Mountain. We'll be here to introduce about the Gongjian cultures of minority people. And now I would like to invite some people will be here, and call the God of Fire will be here with us. Yes. Vâng, thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình cồng chiêng, chúng tôi xin trân trọng kính mời bốn vị đại diện là bốn vị thành viên trong hội đồng quản trị của Terracotta, và hai vị khách mời hãy cùng lên đây với buôn làng của chúng tôi để cùng gọi thần lửa về để thắp sáng và sưởi ấm tất cả chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời sáu vị đại diện, vâng, là bốn vị trong hội đồng quản trị của chúng ta và hai vị khách mời trong hai vị khách mời của Terracotta. Xin trân trọng kính mời sáu vị cùng lên đây và cùng với buôn làng chúng tôi thực hiện nghi thức cầu thần lửa linh thiêng. Chúng ta sẽ có thần lửa về với chúng ta buổi tối ngày hôm nay, thắp sáng và sưởi ấm tất cả mọi người. Vâng, trong đêm Giáng sinh, cho những đêm Noel, vâng, thật là an lành, thật là ấm áp, yêu thương, và một năm mới tràn đầy năng lượng, an khang thịnh vượng. Vâng, xin mời tất cả quý vị. Vâng, sáu anh chị, xin mời sáu anh chị đại diện đứng ở đây đi ạ. Vâng, sáu vị đại diện ở đây đi ạ. Vâng, xin mời sáu anh chị, sáu vị đại diện lên đây để gọi là vâng, em mời anh lên đây. Em mời anh lên đây với buôn làng. Vâng, xin mời tất cả các anh lên đây. Vâng, tất cả các anh, vâng, xin mời sáu anh chị đại diện lên đây. Vâng. Barbasa sre pe basa mi rapon lagari jori cherma hai dambro patayo thar bolgan me ek tu daya asake ek gaan ke niyam hai o hai ka vi than linh thiêng, hãy thần lửa linh thiêng, hãy về với dân làng chúng tôi đêm nay, hãy khai sáng và tỏa sáng sự ấm tất cả mọi người đêm nay. Xin mời tất cả quý vị hãy đồng thanh lớn tiếng và hô vang với buôn làng chúng tôi. Ôi dạ lê! Ôi dạ lê! Vâng, xin mời các vị đại diện hãy xuống đây và hãy nhận đuốc từ tay các cô sơn nữ, và chúng ta cùng chung tay đến bên
đống củi này, chúng ta sẽ châm lửa vào đống củi này. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón thần lửa linh thiêng của núi rừng đại ngàn về đây thắp sáng cho chúng ta. Vậy xin mời tất cả các anh, 1, 2, 3. Rồi đây thần lửa sẽ khai sáng, thần lửa sẽ tỏa sáng và sưởi ấm tất cả mọi người. Thần lửa sẽ xua đi cái đêm lạnh giá giữa núi rừng đại ngàn. Thần lửa sẽ mang nhiều tình yêu đến với tất cả mọi người hiện diện đêm nay và người thân yêu của chúng ta nữa. Thần lửa sẽ xua đi tà thần, tà khí, tà ma và để mang cho chúng ta nhiều điều tốt lành trong năm mới sắp tới 2023. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh đại diện vâng trong ban hội đồng quản trị của chúng ta và khách mời. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Thần lửa đã về với tất cả chúng. Xin cảm ơn tất cả các anh, xin mời các anh trở về vị trí an toàn và tiếp tục đến với chương trình giao lưu văn hóa cổng chiêng cùng với chàng trai cô gái Buôn Làng và nhạc lớn. Buôn làng của chúng tôi, vâng, lửa và âm thanh của núi của rừng tiếng trống tiếng kèn tiếng cồng tiếng chiêng ngay bây giờ sẽ vang lên để chào mừng tất cả quý vị về với Terracotta, về với Tây Nguyên, về với Lâm Đồng, về với Đà Lạt hôm nay. Và ngay bây giờ là tiếng chiêng chào mừng quý khách kết hợp với điệu xoang mộc mạc đơn sơ của các cô gái chàng trai buôn làng. Nay đây sẽ là nơi kết nối tất cả quý vị. Quý vị đang chạy ra gần bếp lửa hơn, gần bếp lửa hồng hơn để thứ nhất quý vị sẽ được sưởi ấm và thứ hai được liên kết vòng xoang với người con buôn làng. Lát nữa sẽ có vòng xoang để mời tất cả quý vị. Giờ đây là tiếng chiêng chào mừng quý khách năm nay. Vâng, kính thưa quý vị, đến với Buôn Làng Tây Nguyên, xin được giới thiệu với tất cả quý vị văn hóa cổng chiêng
được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2005, được gọi là không gian giao lưu văn hóa cổng chiêng, có những cái nét văn hóa mộc mạc đơn sơ của buôn làng như vậy. Có quý vị, có người con của buôn làng, tất cả những cái yếu tố đó, có không gian, có thời gian để tạo nên một cái nét văn hóa riêng của buôn làng Tây Nguyên. Và quý vị biết, âm thanh của tiếng cổng tiếng chiêng như một ngôn ngữ đặc biệt gửi tới tất cả quý vị, thay cho lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất. Những điệu múa xoang của các cô sơn nữ là thể hiện niềm vui mừng của dân làng trong những ngày hội được chào đón tất cả quý vị như thế này. Tôn ngân chế sự kinh ngân xa bằng tách và tè phê đá chờ chờ bà răng đăng mô đăng mát hoa rõ nạch nê bọt hệ trắp chân nụ đế chờ tân dô trắp tân gương chờ hợ tân hờ gần bọt hệ đế văn giác tân mơ cư tôn chênh tôn gó mơ tân nha hoa rõ nạch nê mô bù lô tân ơ mô lô tê tù tà mơ tà vâng, đây chính là cái vòng xoang nho nhỏ của buôn làng, chỉ mới giới thiệu cái cách chào mừng của buôn làng thôi, cách riêng. Và buôn làng xin được nói bằng ngôn ngữ, đó là cách chào mừng đầy đủ hơn. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị, người con buôn làng chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào bằng ngôn ngữ Omihe Dulbat Niêm Xá. Vâng, niêm là tốt là đẹp, xá là tâm hồn, là thể chất của mọi người. Ý muốn nói rằng là xin chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe, luôn tốt đẹp, đặc biệt trong dịp năm mới này. Và bây giờ Tây Nguyên ngày hội sẽ nói lên cái không khí ngày hội của buôn làng bằng những nhịp điệu xoang. Đầu tiên xin được kết nối với tất cả quý vị. Xin mời quý vị hãy vào đây nắm tay múa xoang với chàng trai cô gái buôn làng chúng tôi. Chúng tôi gọi múa xoang tức là múa cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng của người Tây Nguyên. Xin mời quý vị nào đứng lên. Vâng, hãy hàng, ai vào được thì cứ vào. Vâng, tạo một vòng tròn càng lớn càng tốt, càng đông càng vui. Yeah, and the first traditional dance, I would like by all of you come and enjoy with us. We have a very, very simple traditional dance of the minority people. Please come and enjoy. Vâng, xin mời quý khách. Vâng, không giới hạn số lượng, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt màu da sắc tộc. Quý vị hãy đến đây kết nối một vòng xoang với chàng trai cô gái buôn làng để gọi là trải nghiệm về văn hóa người buôn làng, người Tây Nguyên chúng tôi. Và bắt đầu điệu xoang đầu tiên, Ma Kia Cơ Nga, có nghĩa là hãy nắm lấy tay nhau. Sâu xa hơn, đây chính là lời mời gọi đoàn kết yêu thương nhau. Và xin mời tất cả quý vị kết nối vòng xoang bắt đầu. Cảnh ơi, vâng, quý vị cứ di chuyển vừa múa cung đôi nhịp nhàng với chàng trai cô gái buôn làng. Chúng ta có thể tạo thành hai vòng tròn, nếu số lượng càng đông càng vui. Chúng ta có thể tạo thêm một vòng tròn bên trong nữa nha quý vị ơi. Ma kia cơ nga, ma kia cơ nga, về đây trên Tây Nguyên ta hát lên bài ca sừng sững, tình xanh tươi, cùng nhau lên nhau, cùng nhau lên Tây Nguyên.
Để trải nghiệm văn hóa buôn làng Tây Nguyên với chúng tôi. Và bây giờ, kính thưa quý vị, một phần thể hiện về âm thanh của núi rừng, đó là nhạc cụ tre nứa mộc mạc đơn sơ qua một vài giai điệu rất quen thuộc với tất cả quý vị. Đó là giai điệu của bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bò bằng một vòng xoay của nhạc cụ dân tộc. Và kính thưa quý vị, sau cái phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc đây, chúng tôi sẽ có rất là nhiều vòng xoan để quý vị cùng tham gia ở đây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức âm thanh của núi rừng. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, một chút âm hưởng của núi rừng xin giới thiệu tất cả quý vị. Âm thanh mộc mạc đơn sơ, như tiếng chim hót, như tiếng suối reo, mày gọi chúng ta về với cảm xúc của núi, của rừng. Và ngay bây giờ, một điều xa chúng tôi muốn ưu tiên cho chị em phụ nữ trước. Vâng, xin mời tất cả ai là chị em phụ nữ, xin mời vào đây để thể hiện cái vẻ đẹp của tất cả chúng ta, đẹp như những bông hoa của núi rừng Lam Biang. Kính thưa quý vị, một sáng tác được mang tên Hoa Lam Biang chỉ dành cho tất cả người đẹp thôi. Ai là chị em phụ nữ xin mời lên đây. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ có cái gùi nho nhỏ. Người nào chạy trước thì người đó sẽ nhận được cái gùi nho nhỏ và mang trên vai. Chúng ta sẽ thể hiện điệu múa này cho nó đẹp nhá. Át trọ lớp gấp ba, át trọ hai anh xa là đập là gấp ên, mô cả ba đập cả ha. Rồi, đấy, cho các em nhỏ mang gùi rất là đẹp, đúng rồi. Các con mang gùi nhé. Đi lên núi lên rừng, đi hái rau rừng quả ngọt nhé. Đúng rồi. Rồi bây giờ tất cả các con sẽ theo các cô nè, các chị nè, sẽ lên núi lên rừng với một điều xoan rất là đẹp, Hoa Lam Biang. Xin mời. Ít hoa ngọt nha, và hai ca sĩ đây nha. Ngô xanh màu mỡ em quê hương Hồ Lạc con trâu. Em yêu quý đuôi rừng làm buồn của em. Chim trang lan hát trèo một xuân như nói Hồ Lạc em đó. Hồ Lạc Biang qua được từng đau hôm nay hoa này cao đôi. Vui quanh bếp lửa hồng hát khúc tâm tình. Terracotta Đà Lạt đây rất là tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn tất cả. Và bây giờ kính thưa quý vị,
Nếu như chị em phụ nữ thì vẻ đẹp được ví như bông hoa của núi rừng Lang Biang. Như vậy thì các ông làm sao đây? Các ông, vẻ đẹp của các ông được ví như thế nào đây? Đẹp như những trâu rừng Lang Biang. Xin mời tất cả đàn ông hiện diện buổi tối ngày hôm nay vui lòng lên đây để thể hiện một điệu múa để nói lên vẻ đẹp của mình. Vẻ đẹp của quý ông ở đây là sức mạnh, mạnh như những trâu rừng Lang Biang. Xin mời tất cả các anh lên đây. Vâng ạ, ai là đàn ông thì vui lòng lên đây hết, tham gia cho vui. Còn không lên thì không phải là đàn ông nha. Xin mời nha. Xin mời ạ. Yeah, and the next performer, I would like to invite all gentlemen. Yes, all gentlemen, come and enjoy the very strong lady snow dance. And we call this one is Buffalo Dance. Yes, please come and enjoy. We will have a fun and we enjoy very, very fun tonight. Please come. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời tất cả quý ông tham gia, càng đông càng tốt, càng nhiều càng vui. Vâng, điều xoăn này chắc chắn là sẽ mang lại cho quý vị một cái sự vận động rất là bổ ích cho sức khỏe. Vâng, rồi xin mời tất cả quý vị nha, bước sang năm mới, tất cả chúng ta sẽ mang sức khỏe của chúng ta để chiến đấu cho một năm tới nữa. Vâng, cho thật là bền vững, rồi trường tồn nữa. Vâng, xin mời tất cả quý vị nhá. Và bây giờ, điều xoăn vũ điệu Châu Núi bắt đầu. Hãy tiếp tục vào nhóm để tham gia, vào vòng sang để tham gia quý vị ơi. Hãy theo các chàng trai nhá, làm càng giống càng tốt, càng đẹp càng tốt nha. Lên với Terracotta Đà Lạt hôm nay cày có vẻ lạ lắm nhỉ.
Vâng, xin chúc tất cả các anh và tất cả các thành viên tham gia với buôn làng hôm nay trong vụ điều này luôn dồi dào sức khỏe, vâng, để có một cái sức mạnh chạy trong một năm tới và mà lâu dài hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa, vâng, trong cuộc sống, trong sự nghiệp của mình. Xin kính chúc tất cả quý vị. Và ngay bây giờ xin được thay đổi không khí, vâng, bằng một giọng hát của Sơn Nữ để mời gọi tất cả quý vị. Đầu tiên sẽ là thưởng thức một ly cà phê ban mê sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường với phần thể hiện của chị Larry. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Sơn Nữ với ca khúc Ly Cà Phê Ban Mê.